Thưa quý vị, nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức rất cao, vì vậy cần thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách để sớm kiểm soát COVID-19. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương vào chiều tối qua, ngày 22 tháng 8, để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên của Ban chỉ đạo thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đến nay thành phố đã qua 7 ngày thực hiện siết chặt giãn cách, vì vậy các địa phương tập trung đánh giá lại nguy cơ từng xã phường, khu dân cư. Việc này có cái báo cáo. Hải Châu đang là một cái tâm dịch mới của thành phố chúng ta. Ngoài ra thì nổi lên có Cẩm Lệ và Thanh Khê. Do đó tôi đề nghị là các đồng chí phải nghiên cứu rất là kỹ để có cái đánh giá cho nó đúng và có cái chiến lược về mặt xét nghiệm trong cái thời gian tới. Nhất là cái việc mà chúng ta tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm lần thứ ba này. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế làm việc với các địa phương nguy cơ rất cao là Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ để có chiến lược xét nghiệm phù hợp. Hội đồng Nhân dân tập trung giám sát việc hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách, quản lý chặt chẽ khi shipper hoạt động trở lại, siết chặt các khu phong tỏa, cách ly y tế, không để lây nhiễm chéo tại đây, nhất là quận Hải Châu và Sơn Trà, đồng thời tập trung xét nghiệm đợt 3 không bỏ sót. Các việc xét nghiệm của chúng ta cũng đã đạt được một số kết quả và cũng đã rút kinh nghiệm khắc phục những cái hạn chế rồi. Bây giờ cái lần thứ ba này nó có ý nghĩa lắm. Cho nên đề nghị là dù là chúng ta cũng phải hoàn thành kế hoạch, nhưng mà chúng ta cũng phải tính toán để đảm bảo về cái mặt chuyên môn. Sau ngày 26 tháng 8, căn cứ vào cái tình hình thực tế, đặc biệt là cái kết quả xét nghiệm của lần thứ ba, thì chúng ta sẽ có một cái biện pháp mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các ngành địa phương khẩn trương cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng để có thể triển khai nhanh việc tiêm chủng. Các địa phương tiếp tục triển khai đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân, khẩn trương chi trả các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời tăng cường truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch cho người dân, đặc biệt là khuyến cáo người dân thực hiện 5K, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.